Xin chào tất cả chị em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình chia sẻ cho em một cái mẹo bắt cầu của môn Sixball đơn giản hiệu quả nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào đây là 60 năm cổ thì em hãy xem là cái mẹo bắt cầu của môn Sixball đơn giản hiệu quả sẽ là như thế nào. Thì nó có thực sự là giống như mình chia sẻ với anh em ở trên môn Sixball hay không. Thì trước tiên phải xoay cầu trước thì mình thấy hiện tại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đủ 10 cầu. Nếu mà thứ này đánh ấy, thì dừng đặt cược. Rồi ok ra. Đấy. Thì ra tiếp vào cái dạng cầu 2 3 4, ra tiếp vào dạng cầu 2 3 4, còn cầu cắt đây. Còn cầu cắt nhá, còn vị 4 ok, đánh tiếp vị 4 này. Thế đầu tiên thì mình sẽ đánh vị xỉu. Bắt đầu xỉu đặt cược. Em xem nhá, bây giờ mình đánh theo cái vào vị này. Đấy, vào vị xỉu đây. Và 9 9 9 9 10 9 7 9 6 9 7 9 6 9 8 9 11 9 8 9 5. Ok, 9 5. Đấy và bắt một cái vị là 2 4. Ok. Nhá 2 4. Nhá. Đây là 2 4 thì bạn phòng thủ, phòng thủ. Tại sao mình lại đánh là 5? Vị 5 mà lại mình lại đi đánh cái vị 2 4 này. Em hiểu là 5 là 2 2 2 1 ra 5 đúng chưa anh em? Nhưng mà nếu có khả năng cao nó cũng có thể về vị 7 nên là mình đánh phải phòng anh em nhá. Rồi ok thì bây giờ thì cùng xem là về cái phương pháp và về cách đánh nhạc của mình sẽ nó có chuẩn chỉ, sẽ nó có rực rỡ được ở trên bộ môn Sixball trên con TC thì được chưa đấy không nhá. Kết quả anh em ơi. Rồi em cùng mình đến ngược thời gian của mình xem nhá, xem nó có chuẩn chỉ không nhá. Đây em cùng xem nào. Dừng đặt anh em ơi. Kết quả phải xỉu hay hạt tài. Rồi 9 1 4. Rồi ok, vậy là tiếng vừa rồi thì nó lại không có, nó lại ra về cầu 9 hoặc 1 nên 51 rồi. 51 3 4 9 9 2 9 9. Bắt đầu đặt cược. Tiếp cầu xỉu đánh 1 1 9 6. Rồi ok, đánh vào chín xỉu đánh 9 6, đánh 9 6, đánh 1 6, đánh 6. Ok nhá. Em cùng xem về cái kết quả xem là có đúng như thế hay không. Tất cả mọi thứ thì mình đang đều chia sẻ cho anh em về những cái phương pháp và những cách đánh đơn giản thôi, chỉ là anh em đánh theo những phương pháp đơn giản thì là nó mới là hiệu quả, nó mới ok nha bạn đấy. Còn đánh theo những phương pháp mà nó khó thì đôi lúc anh em chơi thì anh em cũng không hiểu hết được về những cái quy luật của nó được, nên là mình cứ chỉ cho anh em cái phương pháp đánh đơn giản nhất, hiệu quả nhất để chúng ta cho giúp cho anh em luôn có lời, giúp cho anh em luôn có lãi ở trình độ một Sixball trên con TC trên đường chơi này. Thì nó là ok. Thì bây giờ thì em cùng xem về cái kết quả, xem là nó có chuẩn chỉ và nó có rực rỡ được ở dừng đặt cược Sixball này không, xem có phải ra câu xỉu không. Rồi ok, 52. Rồi 52 tiếp tục về vị 9. Đấy, tiếp tục ở về vị 9 em ạ. Rồi không sao, không sao anh em nhé. Đấy, 3 vị 9 rồi, 3 vị 9, 52. Đấy, nó lại chưa ra câu 6. Bắt đầu đặt cược. Lại tiếp này. Đây, đánh câu xỉu này. Câu xỉu. Đánh câu 6 này. Và đánh tiếp vào về vị 14. 14 và đánh thêm một cái vị số 9 rồi, số 6 này. Đấy, y hệt đấy rồi, ok anh em nhá. Em cùng xem về cái kết quả xem là mình ra. Xem thực sự là ok và dừng đặt cược. Sixball giống như kiểu tài xỉu rồi đấy. Ăn được vị 6 rồi, ăn được vị 6 và để cầu về cầu tài, về cầu tài rồi. Ăn được vị 6 là cầu tài 643. Ba cầu không thua một cầu nữa, đúng ra bắt đầu đặt cược. Sao? 643. Hôm nay đánh nhất cầu lại rồi. Đánh ngược lại, đánh phải ra cầu xỉu thôi bởi vì đang thiếu cái vị xỉu anh em nhá. Đang thiếu vị cầu xỉu lên là tiếng này mình phải đánh lại cầu ở đây. Ok. Anh em cùng xem có đúng hay không. Còn link của cái con TDC thì được chơi thì mình ghi cho anh em ở dưới cái phần mô tả. Và anh em đánh và anh em chơi đánh link, mình luôn chia sẻ cho anh em những cái cách chơi hiệu quả đơn giản nhất, giúp cho anh em luôn có lời có lãi được môn này. Rồi thì bây giờ thì cùng xem kết quả đây, xem nó có đúng như thế hay không, có đúng với những cái gì mình chia sẻ với anh em cái bộ này không nhá. Anh em cùng chơi đây. Đấy, rất là đơn giản đúng không em, nhìn vào câu nhìn vào vị là mình bắt đi. Còn là mình bắt câu xem nào, xem cái này xem nó có phải ra cái cầu xỉu không nhá. Cái này đánh xỉu hơi căng. Kết quả rồi, vậy là nó lại ra một cái cầu tài, nó lại ra cầu tài nhá. 665 ra cầu tài 665 nhá, ăn được vị 6, ăn được vị 6
cầu lại chạy theo một chiều hướng khác rồi, chiều hướng nghịch rồi. Bắt đầu đặt cược. 13, 17, 15. Cược tiếp rồi, cược tiếp lại. Mình đánh, mình đang hiện tại bây giờ mình đang đánh ở trên cái bộ bôn Super, con TC thì ở trên này. Hiện tại thì mình đang vừa đánh và đuôi cái cầu này đây. Nên là anh em yên tâm về với những cái cách đánh này, về với phương pháp này chắc chắn phải đối với tất cả anh em đã luôn là chuẩn chỉ rồi. Chỉ sợ anh em chơi nha, không biết cách bắt cầu nữa, còn thực sự là nếu như anh em có thể đánh đến những cái cầu cuối, chắc chắn anh em là sẽ phải là ăn, sẽ phải là hút. Thôi đơn giản mà. Đấy, đã xác định chơi thì phải nuôi đến cùng nhé. Nuôi là phải nuôi đến cùng anh em ạ. Đấy. Để xem cầu này trong phải ra cầu thủ không nhé. Cầu pháp này thì kết quả này sẽ nó ok và chuẩn xác ở chỗ ở trên một con PC. Bây giờ chơi thành công thì ok nhé. Bây giờ thì xem kết quả này anh em ơi. Nhưng đặt cược. Đấy anh em thấy chưa, đấy đúng chưa, ăn được cái vị 6 này, ăn được cái vị 6 anh em thấy chưa, làm phát đã vừa rồi. Mình nói với anh em chơi rất là dễ đúng không, chỉ cần một tay chứ cần gì nhiều. Đấy, một tay là mình đã ăn được rồi đúng chưa, đấy một tay là mình đã lấy lại tất cả rồi, anh em thấy là đơn giản đúng chưa. Đấy, đã chơi thì phải cược, đã cược là phải đến cùng, phải đến cùng nhá. Đấy, phải cược đến cùng đấy, chứ đừng đăng đánh ở bỏ giờ là người thì thoại là mình thôi, chứ còn trái cả, bởi vì là mình đang đánh mà mình đang đánh theo đến hai tay rồi thì đến đương nhiên tay thứ ba thì đương nhiên nó phải về, thế em đến tay thứ ba cũng phải về, bởi vì lúc nó chạy thì nó nghịch nghịch tay rồi, tay thứ ba thì đương nhiên là cái cầu ấy nó sẽ trở về cái dạng cầu chuẩn thôi đúng chưa. Ok thì bây giờ thì cùng xem nhé, xem là cái cầu này xem nó có phải là ra cái cầu xỉu được không. Cái này thì mình đánh to cầu này đây, đây em cùng xem kết quả đây. 6 5 4 3 2 1 mở ra anh em kết cư. Quả đây chỉ có tài rồi, ăn được vị 6, ăn được vị 6 à, một cái vị 6 vậy là gãy cầu đấy, gãy cầu đấy lên cầu tài, lên cầu tài lại ra cái vị 643 lại tiếp tục là vị 643 và 643 bắt đầu đặt cược. Và đứng cầu sau thì đánh lại nhá, còn ở vị 9 anh em, còn một cái vị 9 nữa, vị 9 chưa ra, 621 chưa ra đây, và vị 9616 để 55 củ anh em nhé, để 55 củ rồi. Ok anh em cùng xem về cái cách thức, về cái phương pháp và về cái đánh giảm đơn hiệu quả cao ở trường hồn xịt bò thì còn DC thì được chơi. Thì chắc chắn là khẳng định luôn, nếu mà tiếng này chuẩn cầu chuẩn vị nó đi sao, không phải là cầu nghịch thì chắc chắn sẽ ra cầu xỉu và sẽ ra cầu chín này nhé bạn. Đây anh em cùng xem đúng hay không nhá. Còn mình thì đánh chắc chắn tiếng này thì nhưng đặc cược kết thì hầu như mà đa phần là tiếng gọi là rực rỡ rồi, em thấy chưa. Đấy, nhưng mà nó tính 8 anh ạ, nó tính 8 chưa, ăn vị 6 đây, ăn vị 61 đây, đấy em thấy chưa, nhưng mà 8 chứ không phải là 9, rồi ok rồi, em thấy chưa, đẳng cấp thì vẫn cứ mãi là đẳng cấp thôi nhá, rồi ok. Thì bây giờ thì mình cũng đã có lời rồi, lên là 82 củ rồi, thì mình xin phép tất cả chị em mình sẽ kết thúc và chốt nãy nhá. Ok anh em, xin chào và lại anh em ở video tiếp theo, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.